Thưa quý vị khán giả, tối hôm 5 tháng 6, cộng đồng mạng đã xôn xao với một hiện tượng âm nhạc có thể nói là rất hiếm trong làng giải trí. Đó là một nữ tu đã giành chiến thắng trong cuộc thi The Voice phiên bản tại nước Ý. Tại cuộc thi The Voice phiên bản Ý, nữ tu sĩ Sister Christina đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Các ca khúc của Alicia Keys, Cyndi Lauper và Bon Jovi được Christina thể hiện đã thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube. Đặc biệt trong đêm chung kết, ca khúc What Feeling do chính nữ tu này thể hiện đã chinh phục ban giám khảo và khán giả hâm mộ, trở thành quán quân của cuộc thi. Với chiến thắng này, Sister Christina được ký hợp đồng độc quyền với hãng thu âm Universal. Hiện nữ tu đang sinh sống tại một tu viện ở Milan. Take.